lịch sử Levi's, huyền thoại thời trang đứng sau sự thành công của những chiếc quần jean. Hiếm có thương hiệu thời trang nào trên thế giới được sử dụng và nhận biết một cách rộng rãi như thương hiệu quần bò Levi's của Levi's Strauss. Cái tên này còn gắn liền với một giai đoạn lịch sử của nước Mỹ, thời kỳ mà những giấc mơ đổi đời tại những mỏ vàng khiến người ta đổ xô đến miền Tây nước này. Và chính tại nơi lao động nghèo khổ ấy, chiếc quần jean đầu tiên đã được ra đời và tạo nên một cuộc cách mạng thực sự trong lịch sử ngành thời trang. Cuộc gặp gỡ định mệnh. Cha đẻ của những chiếc quần jean chính là Levi Strauss. Ông sinh ngày 26 tháng 2 năm 1829 trong một gia đình nghèo ở Bettenham, nước Đức. Năm Levi Strauss 16 tuổi, cha của ông bị bệnh và không may qua đời. Sau đó mẹ ông quyết định đưa những đứa con đến nước Mỹ, nơi được xem là miền đất hứa của rất nhiều người thời đó. Khi đặt chân đến nước Mỹ, cả gia đình của Levi Strauss đã sống chờ vào cửa hàng nhỏ bán quần áo của hai người anh Jonas và Louis ở New York. Vào đầu những năm 50 của thế kỷ 19 là thời kỳ hoàng kim của làn sóng tìm kiếm vàng ở miền Tây hoang dã của nước Mỹ. Strauss theo dòng người vác cuốc xẻng đi tìm may mắn ấy, nhưng ông không trực tiếp đào bới vàng mà lại mở cửa hàng bán tất cả những gì mà người đào vàng cần. Trong một lần, Levi đã vô tình nghe được lời than vãn của một người thợ đào vàng rằng mình không thể tìm được chiếc quần nào đủ bền cho công việc nặng nhọc này. Levi Strauss đã chợt nảy ra một ý tưởng và lấy một ít vải bạc để may quần. Những chiếc quần này đúng là rất bền bỉ. Chỉ trong vòng một ngày, ông đã bán hết toàn bộ những chiếc quần mà ông đã làm ra. Từ đó Levi Strauss đã trở thành một nhà sản xuất quần áo cho những người đi tìm vàng. Nhưng còn một người nữa cũng góp phần không nhỏ vào việc tạo nên huyền thoại về những chiếc quần bò, đó là người thợ may Jacob Davis. Ông đã nghĩ ra ý tưởng độc đáo làm gia tăng độ bền chắc của quần bò bằng những chốt tinh tán ở những vị trí cần thiết, đặc biệt là ở miệng túi quần, nhưng ông lại không có đủ tiền để đăng ký bản quyền sáng chế. Năm 1872, Jacob Davis đã gặp Levi Strauss và đề nghị hợp tác nếu Levi Strauss bỏ tiền đăng ký bản quyền cho phát minh đóng đinh tán vào các mép túi quần bò. Trước cơ hội kinh doanh bất ngờ, Levi Strauss đã đồng ý ngay và đến ngày 20 tháng 5 năm 1873, cả hai đăng ký bản quyền cho quần bò may bằng vải denim hay còn được gọi là denim với những cái chốt bằng đinh tán. Ngày đó sau này được coi là ngày sinh chính thức của quần jean. Sau khi nhận được bằng sáng chế, Levi Strauss và Jacob Davis đã cùng nhau lập nên công ty chuyên sản xuất quần jean đầu tiên trên thế giới với quy trình công nghiệp. Thuật ngữ denim mà chúng ta biết đến ngày nay bắt nguồn từ cách gọi denim tại các mỏ vàng California lúc bấy giờ. Màu nguyên bản của denim sáng và dễ bám bẩn để phục vụ đúng chức năng của mình. Sau đó nhà sáng lập Levi đã nhuộm denim thành màu xanh và từ đó cho ra đời những chiếc quần jean xanh đầu tiên. Cho đến những năm 1920, những chiếc quần được may bằng denim của Levi's mới được đổi tên là Blue Jean. Trước đó, cách gọi thông dụng và xuất hiện trong các quảng cáo của Levi's là Waist Overalls hay là Overalls. Năm 1886, Levi's Strauss & Co. may thêm miếng da có hình hai con ngựa vào lưng sâu trên túi quần. Hình tượng hai con ngựa kéo chiếc quần về hai phía đối ngược nhau như phô diễn sự bền chắc của sản phẩm quần jean denim chế tạo từ hãng Levi's Strauss. Tuy nhiên, có một điều ít ai ngờ đến, những tài liệu cùng những sản phẩm tiêu biểu lúc ban đầu của công ty đã bị thiêu hủy trong cơn hỏa hoạn ở San Francisco do trận động đất vào năm 1906. Vì vậy, những sản phẩm đầu tiên của Levi Strauss & Co. đã mất đi không còn dấu vết. Ý nghĩa của túi đồng hồ siêu nhỏ. Chắc bạn cũng nhận thấy hầu hết các quần jean đều có một chiếc túi nhỏ ở bên hông quần. Đây là thiết kế truyền thống của quần jean, và thiết kế này được giữ nguyên tới tận ngày nay cho tất cả quần jean nam và quần jean nữ. Chiếc túi nhỏ này được xem như là chuẩn mực mà bất kể chiếc quần jean nào cũng phải có. Một số hãng thời trang còn sử dụng tên Five Pocket, có nghĩa là 5 túi, để gọi quần jean. Bạn có khi nào thắc mắc rằng chiếc túi thứ 5 này có tác dụng gì chưa? Câu trả lời là nó để đựng đồng hồ đúng như tên gọi túi đồng hồ mà ngày nay vẫn được mọi người gọi. Sở dĩ người ta gọi nó như vậy vì kích cỡ của nó chỉ chứa đủ một chiếc đồng hồ quạt quýt. Levi đã thiết kế chiếc túi này để giúp cho những người chăn bò miền Tây nước Mỹ đựng chiếc đồng hồ của họ. Ngày nay đồng hồ quạt quýt không còn được sử dụng. Người sở hữu đồng hồ quạt quýt chủ yếu vì mục đích sưu tập, và chiếc túi đồng hồ của quần jean cũng không còn được sử dụng để đựng chiếc đồng hồ nữa. Thay vào đó, người mặc có thể đựng bất kỳ vật gì họ muốn, chẳng hạn như tiền xu, bật lửa, thẻ xe, chìa khóa hay thậm chí là để đựng bao cao su. Sự cạnh tranh gay gắt.
Vào năm 1890, do văn bằng sáng chế mất hiệu lực, nên những thương hiệu khác bắt đầu sản xuất những kiểu quần jean bằng vải mỏng hơn và bán ra với giá rẻ hơn. Hãng Lee thành lập năm 1889 và vào năm 1911, hãng đã sản xuất những chiếc quần jean bằng khóa kéo thay cho những nút đinh tán bằng đồng. Năm 1919, với sự cạnh tranh ngang ngửa đến từ hãng Bluebell, sau là Wrangler, vào năm 1947 đã thúc đẩy Levi's Strauss chính thức đưa ra thị trường kiểu quần jean 501, đánh dấu thành tựu vĩ đại của thương hiệu Levi's đối với lịch sử thời trang hiện đại. Đồng thời với chiếc quần jean 501, hãng Levi's Strauss & Co. cũng đã ra mắt chiếc quần jean 201, một kiểu quần jean với giá bán ra rẻ hơn kiểu 501, được may cắt với loại vải denim mỏng hơn. Màu xanh của jean 201 đậm hơn kiểu 501 và khâu bằng chỉ sợi bông thay vì chỉ sợi lanh. Sau lưng quần đính miếng vải thêu trắng thay vì bằng da như kiểu 501. Từ năm 1922, quần bò có thêm đai quần và con đĩa để sử dụng thắt lưng thay cho dây đeo quần như trước, để tránh cho khách hàng trường nhầm lẫn với các thương hiệu khác. Năm 1936, hãng Levi's Strauss đính vào nẹp túi quần sau bên phải một nhãn màu đỏ Levi's Red Top. Đây là lần đầu tiên một hãng trình bày theo cách riêng của mình để phô trương sản phẩm. Đến cả phụ nữ cũng thích mặc quần jean. Năm 1951, nam ca sĩ người Mỹ Bing Crosby từng không được vào một khách sạn sang trọng ở Canada chỉ bởi ông mặc quần jean. Chỉ cho tới khi người ta nhận ra ông là ai thì Bing Crosby mới được cho vào. Đáp lại sự phân biệt đối xử với quần jean này, hãng Levi's đã thực hiện một bộ tuxedo từ chất liệu denim tặng cho Bing Crosby. Năm 1953, nam tài tử nổi tiếng Palenfranto tham gia bộ phim The Wild One. Trang phục gắn liền với tạo hình chân vật của Brando là áo da và quần jean. Phong cách này trong phim sau đó đã có tác động mạnh mẽ tới cộng đồng chơi xe mô tô phân khối lớn ở Mỹ thời bấy giờ. Năm 1960, rất nhiều sinh viên đại học cao đẳng mặc quần jean và hàng loạt các mẫu quần jean mới cũng được cập nhật để phù hợp với thị hiếu thời bấy giờ như jean thêu, jean vẫy sơn, jean thổ cẩm, các loại quần jean sáng màu. Quần jean từ đó trở thành biểu tượng của các nước phương Tây. Người ta truy lùng các mẫu quần jean thịnh hành để thể hiện phong cách, cá tính của mình. Và quần jean nữ cũng bắt đầu được chú ý đến. Phụ nữ yêu thích quần jean không chỉ bởi sự tiện dụng, linh hoạt, mà còn bởi dáng quần ôm gọn, dễ phối đồ. Quần jean khiến cho họ trông càng nổi bật, quyến rũ hơn, mà lại không hề khó khăn bó buộc khi hoạt động như những trang phục thời đó. Mặc dù xuất hiện sau quần jean nam, nhưng quần jean nữ lại có những bước phát triển vượt bậc và trở nên đa dạng hơn rất nhiều. Bạn đang xem video tại kênh Người Thành Công, kênh mới của team Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này ủng hộ nhóm nhé! Cuộc cách mạng toàn diện. Vào những năm cuối của thập niên 90 cho đến đầu thế kỷ 21, hãng Levi's chịu nhiều áp lực từ sự cạnh tranh của các đối thủ như Gap, Guess, Benetton và Tommy Hilfiger. Sau đó những chiến lược đa dạng hóa thương hiệu với sự ra đời của nhiều sản phẩm mới của Levi's cũng không đủ sức khẳng định giá trị thương hiệu. Thậm chí các chiến lược quảng cáo những năm 2001-2002 còn được nhận định là không đủ sức truyền tải thông điệp. Năm 2003, công xưởng cuối cùng của tập đoàn trên đất Mỹ buộc phải đóng cửa vì sản xuất được chuyển tới những nơi có chi phí thấp hơn. Nhiều thương hiệu quần áo bò khác xuất hiện, tuy không nổi tiếng bằng, nhưng những thương hiệu lại hợp mối thời trang hơn và vì thế quyến rũ được giới trẻ hơn. Chúng lại thường xuyên được thay đổi, chứ không kiên định truyền thống như Levi's. Và những nỗ lực không thành công trong việc cố gắng nhạy bén với sự thay đổi của thị hiếu, xu hướng và các trào lưu mới, Levi's đã tiến hành cuộc cách mạng mới trong việc tái tạo các giá trị truyền thống trên nền tảng tiến hóa vì công nghệ. Thương hiệu này đã cho xây dựng phòng thí nghiệm Eureka Innovation Lab với quy mô lớn. Đây là nơi mà Levi's cho thử nghiệm những loại vải mới, công nghệ mới hay cách thức để cải tiến sản phẩm dựa trên những nguyên tắc bền vững như sử dụng ozone để tẩy quần jean nhằm sử dụng ít nước hơn, hay sự thành công của mẫu Levi's Commuter TM511TM Slim Fit với tác dụng chống thấm nước. Là một trong những thương hiệu tiên phong xây dựng đường lối kinh doanh bền vững và nâng cao trách nhiệm xã hội, Levi's đã phát động dự án Circular Economy nhằm mục đích tái chế trang phục, đồ dùng cũ bằng cách tách sợi và tạo ra sản phẩm mới. Việc này giảm thiểu việc sử dụng bao nguyên chất mới và tiết kiệm nước, hóa chất và tiết kiệm các tài nguyên môi trường khác. Điển hình là dòng sản phẩm Levi's Wellcrest được sản xuất từ 100% cô tông tái sử dụng với cơ sở máy lọc nước và đèn năng lượng mặt trời, hay là Quarterlist
tiết kiệm 50% lượng nước cần dùng trong quá trình sử dụng trời đêm thông thường. Bằng cách này, thương hiệu thực hiện sứ mệnh lợi nhuận thông qua những nguyên tắc kêu gọi người tiêu dùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống. Đồng thời, thông qua điều kiện của chiến dịch, Levi's khuyến khích khách hàng mua sản phẩm mới với mức giảm giá phù hợp cho mỗi sản phẩm cũ bỏ đi được mang đến đóng góp cho dự án. Năm 2009, Levi's gây bất ngờ với chiến dịch quảng cáo mang tên Go Forth. Đây là chuỗi những thước phim đen trắng với lời thoại là bài thơ của Walt Whitman nói về sự tàn phá của cơn bão Katrina tại vùng New Orleans, với ý nghĩa tôn vinh thế hệ tiên phong xây dựng nước Mỹ mới và qua đó truyền tải một thông điệp mạnh mẽ tác động đến cảm xúc khách hàng. Để đa dạng hóa sản phẩm, Levi Strauss & Co. tiếp tục tuôn vào thị trường với những sản phẩm như giày dép, áo thun, những kiểu váy jean cho phụ nữ và túi xách, túi đựng điện thoại. Thương hiệu Levi's vẫn đứng hàng đầu và sản phẩm có mặt khắp nơi, từ những người dân bình dị đến các sao điện ảnh và các vị nguyên thủ quốc gia, hầu hết đều tiêu thụ sản phẩm của Levi Strauss & Co. Hiện Levi Strauss vượt ra ngoài biên giới của nước Mỹ để có mặt trên 150 quốc gia. Tập đoàn có trụ sở chính tại San Francisco với hàng chục cơ sở sản xuất, có khoảng 12.000 công nhân, chủ yếu đặt tại các nước có nhân công rẻ như châu Á, Mỹ Latin và Đông Âu. Mỗi năm doanh thu bán hàng của tập đoàn đạt khoảng trên 4 tỷ USD. Nhà sáng lập Levi Strauss mất ngày 26 tháng 9 năm 1902 khi đã rất giàu có, nhưng lại chưa được chứng kiến sự lan tỏa của thương hiệu này ra thế giới bên ngoài nước Mỹ, cũng không được tận mắt thấy sự thăng trầm của thương hiệu từ đó cho tới nay. Hiện thời kỳ hoàng kim của những chiếc quần jean đã lắng xuống, thương hiệu Levi's không còn độc quyền đối với sản phẩm mang tính phản ánh xã hội sâu sắc nữa. Tuy nhiên, giá trị thương hiệu và thành tựu mang tính lịch sử của Levi's vẫn là điều đáng ngưỡng mộ. Sử dụng robot thay thế toàn bộ công nhân may quần bò. Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, người máy không chỉ là những dự án nghiên cứu sáng tạo mà còn có thể bước vào cuộc sống, đảm nhận mọi công việc của con người. Mới đây nhất, hãng thời trang Levi's Strauss lên kế hoạch đến năm 2020 sẽ đưa những người máy được trang bị kỹ thuật laser vào thay thế toàn bộ đội ngũ công nhân chuyên may quần bò. Ban giám đốc Levi's Strauss khẳng định đây chính là tương lai của ngành sản xuất quần jean. Với công nghệ laser, mỗi chiếc quần được mài xong thành phẩm chỉ mất trong 90 giây, trong khi mỗi công nhân sẽ mất từ 6 đến 8 phút để hoàn thành thao tác này. Mỗi năm, Levi's Strauss sản xuất khoảng 150 triệu chiếc quần bò. Do vậy, việc dùng người máy thay thế nhân công sẽ giúp cắt giảm chi phí, rút ngắn thời gian thiết kế và sản xuất để tăng khả năng thích ứng với xu hướng thay đổi mode nhanh chóng cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của hãng. Công ty hiện không tiết lộ chi tiết cụ thể khoản đầu tư cho bước đột phá này. Kế hoạch của Levi's Strauss cho thấy tự động hóa đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong ngành sản xuất thế kỷ 21. Tuy nhiên, đây cũng là dấu hiệu không mấy tốt lành với hàng triệu công nhân lao động trong ngành dệt may tại các nước đang phát triển. Ai đang sở hữu thương hiệu Levi's? Levi's hiện là công ty tư nhân thuộc sở hữu bởi gia đình Levi Strauss. Hiện có nguồn tin của tờ CNBC nói rằng Levi's đang tìm cách huy động khoảng 600 đến 800 triệu USD và nhắm tới việc lên sàn chứng khoán vào năm 2019. Giá trị thị trường dự kiến của công ty sau IPO vào khoảng 5 tỷ USD. Trước đây, vào năm 1971, Levi's đã từng IPO và thu về 50 triệu USD. Ở thời điểm đó, đây là một trong những thương vụ IPO lớn nhất, nhưng gia đình nhà sáng lập vẫn duy trì cổ phần lớn tại công ty. Tuy nhiên, kể từ khi IPO thì lợi nhuận công ty sụt giảm khi giá cổ phiếu giảm. Các hậu duệ của Levi's Strauss đã đưa công ty thành công ty tư nhân và sáp nhập với số tiền lên tới 1,7 tỷ USD vào năm 1984. Sau đó họ tiếp tục mua lại toàn bộ cổ phiếu trên thị trường vào năm 1996 từ các nhân viên và cổ đông bên ngoài, và các hậu duệ của Strauss đã chính thức sở hữu quyền sử dụng thương hiệu này. Cảm ơn các bạn đã xem video tại kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông bên dưới để theo dõi những video mới nhất nhé.